Uống chanh mật ong có giảm mỡ máu được hay không? Mỡ máu cao là một trong những tình trạng báo động hiện nay, không chỉ ở những người lớn mà ngay cả những trẻ em cũng có thể xảy ra cái trường hợp bị mỡ máu cao. Vậy mỡ máu cao là gì? Nó có nguy hiểm tới sức khỏe hay không? Hãy cùng Diệp tìm hiểu ngay trong video của ngày hôm nay. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề mỡ máu cao có ảnh hưởng cho sức khỏe hay không và làm gì để phòng tránh mỡ máu cao thì hãy để lại một bình luận tích cực để Diệp có thể được tương tác với bạn nhé. Trong video của ngày hôm nay sẽ có các phần chính như sau. Phần 1 là tác dụng của mật ong đối với bệnh mỡ máu cao. Phần 2 là uống chanh mật ong có giảm được bệnh mỡ máu cao hay không mà nhiều người lại tin dùng đến vậy. Phần thứ 3 là những lưu ý quan trọng khi chúng ta sử dụng uống chanh với mật ong để giảm tình trạng mỡ máu cao. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên. Chúng ta đã từng biết chanh mật ong là sự kết hợp của hai loại dược liệu tốt, đó là chanh và mật ong để tốt cho sức khỏe. Loại hỗn hợp thức uống này chứa các dưỡng chất quan trọng như là vitamin, khoáng chất axit amin, chất kháng khuẩn, kháng viêm và chất chống oxy hóa cần thiết để hoạt động bình thường cho cơ thể. Nhờ đó, sự kết hợp của chanh và mật ong đã mang đến những lợi ích như sau. Đầu tiên là thải độc tự nhiên, làm sạch ruột và loại bỏ thức ăn khó tiêu, chất độc ra khỏi cơ thể. Thứ hai là cung cấp năng lượng, thúc đẩy tiêu hóa, giảm đầy bụng, giảm khó tiêu, giảm táo bón, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa nhiễm trùng, cải thiện sức khỏe của làn da. Chanh với mật ong giúp bạn có những làn da tươi khỏe, sáng bóng bởi vì trong chanh và mật ong có chất ngăn ngừa lão hóa và giúp cho da của bạn sáng ngời, rạng rỡ. Thứ tư là tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp đốt cháy chất béo và giảm cân hiệu quả. Thứ năm là ngăn ngừa sỏi thận. Theo các nhà khoa học, việc uống chanh với mật ong có thể giúp giảm mỡ máu, cụ thể giảm mức cholesterol xấu như là triglyceride, đó còn gọi là chất béo trung tính trong cơ thể. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện và nhận thấy lợi ích của việc uống chanh với mật ong đối với việc giảm mỡ máu. Bằng chứng là thực nghiệm đã chỉ ra rằng việc sử dụng chanh với mật ong tự nhiên cho đến những tác động có lợi với nồng độ lipid trong máu, tổng lượng cholesterol đã giảm đáng kể. Sử dụng chanh với mật ong tự nhiên, nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng việc uống chanh với mật ong tự nhiên có mối liên hệ với việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp phòng ngừa bệnh tim mạch vành. Nếu bạn thắc mắc là uống chanh mật ong có giảm mỡ máu được hay không thì câu trả lời là hoàn toàn có thể. Việc uống nước chanh với mật ong là một cách giảm mỡ máu không dùng thuốc được nhiều người lựa chọn và có thể làm ngay tại nhà. Cách pha nước chanh mật ong cũng rất đơn giản, bạn nên hoàn toàn có thể thực hiện. Bạn chỉ cần một muỗng nước cốt chanh và một thìa mật ong với khoảng 500ml nước ấm. Khuấy đều là bạn có ngay một ly nước chanh mật ong thưởng thức hàng ngày, vừa mát vừa thơm ngon bổ dưỡng. Để giảm mỡ máu cao hoặc là dứt điểm tình trạng mỡ máu cao thì chúng ta nên sử dụng cái omega 3 như trên tay Diệp đang cầm đây. Đây là một hộp omega 3 có 60 viên và mỗi ngày các bạn chỉ cần uống một viên như thế này. Cái này hoàn toàn là từ Nhật Bản, sản xuất tại Nhật Bản các bạn nha. Thì nếu mà các bạn chưa tìm được cái sản phẩm nào ưng ý hoặc sản phẩm nào phù hợp với mình hoặc là những sản phẩm mà các bạn không cảm thấy không an toàn thì các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm omega 3 trên tay Diệp đang cầm. Đây là hoàn toàn sản xuất từ Nhật Bản, giúp hạ mỡ máu cao, hạ cholesterol và giảm tích tụ mỡ thừa trong cơ thể một cách nhẹ nhàng và đơn giản, giúp lưu thông máu dễ dàng đến các cơ quan, đặc biệt là từ tim, từ đó cải thiện nhịp tim và chỉ số huyết áp của bạn đáng kể. Đây là một sản phẩm được nhiều bác sĩ, dược sĩ và cũng như là các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Vậy nếu bạn thấy video này ý nghĩa cũng như là sản phẩm này phù hợp thì các bạn có thể là chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết, hoặc đơn giản bạn chỉ cần đăng ký kênh của Diệp để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác về sức khỏe. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai.